kinh văn. Thuần là tưởng thì liền bay lên, chắc sinh lên cõi trời. Nếu trong tâm bay lên gồm có phúc đức trí tuệ cùng với tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm được khai ngộ, thấy tất cả tịnh độ mười phương chư Phật, tùy nguyện mà vãng sinh. Giảng giải. Thuần là tưởng, có nghĩa chỉ có tưởng mà không có tình. Tưởng là dương và tình là âm. Thuần tưởng là chuyên nhất quán tưởng, chẳng suy niệm gì khác. Tư tưởng con người chi phối hầu hết các sự việc, chẳng hạn việc ăn uống, hút thuốc đều xuất phát từ ý tưởng. Đầu tiên, người ta nghĩ về điều ấy, kế đến mới hành động. Trái lại, nếu người đó quyết định không làm điều gì thì họ sẽ không làm. Nếu muốn ăn ngon, tôi đi mua thức ăn để ăn. Nếu muốn mặc đẹp, tôi mua quần áo đẹp. Nếu thấy khát, người ta sẽ tìm lấy nước uống hoặc bia, rượu. Tâm trí con người thường luôn bận rộn về nhiều điều. Khi gặp một người thiện tri thức, khuyên họ hãy thôi hút thuốc, dừng việc ăn thịt, uống rượu, họ đồng ý nghe theo lời khuyên. Nhưng tâm ý của họ đã quen thiết với những điều đã qua. Họ bắt đầu mơ tưởng đến hút thuốc, ăn thịt, uống rượu. Họ thực sự không tự tỉnh, không tránh được những cám dỗ quen thuộc, nên lôi cả vào trong mộng mị. Khi thức tỉnh, họ thấy tiếc vì những điều mơ thấy. Tôi đã dừng các việc ấy, tại sao vẫn còn mơ thấy? Họ tự vỡ trách mình. Tôi đã nói qua, rất khó kiểm soát lấy mình. Khi chúng ta đau yếu, và càng khó khăn hơn khi mộng mị. Chỉ thuần là tưởng, thì liền bay lên, chắc sinh lên cõi trời. Nếu trong tâm bay lên, gồm có phúc đức trí tuệ, cùng với tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm được khai ngộ. Tuy nhiên, nếu người đó không có ý sinh lên các cõi trời, mà trong tâm có cả phúc đức, trí tuệ cùng với nguyện thanh tịnh, họ sẽ được sinh vào cõi Phật. Phật là đấng lưỡng toàn, vì Ngài thành tựu trọn vẹn cả phúc và tuệ. Biết được vậy, mọi người tất sẽ muốn tu cả phúc và trí. Tu phúc mà thiếu trí, chẳng khác chi con voi mang vòng ngọc. Tu trí mà thiếu phúc, khác nào A-la-hán mang cái bát rỗng. Vòng ngọc đẹp có giá trị, nhưng mang vào cổ con voi sẽ không thấy đâu là sức mạnh của tư tưởng và trí tuệ. Nếu quý vị có được trí tuệ khi tu học kinh điển, khi ngồi thiền, nhưng không vun trồng những cội phúc, như vậy sẽ không thể thực hiện bố thí. Rốt cục, quý vị sẽ thấy khó chịu, thiếu thốn. Vun trồng cội phúc có nghĩa là làm những việc phúc thiện, đặc biệt là các ngày lễ Phật như Phật đản, các ngày kỷ niệm chư Phật Bồ Tát, hoặc ngày sinh của quý vị, ngày rằm. Nếu quý vị thực hiện bố thí và lập công quả trước Tam Bảo, chắc chắn sẽ được nhiều phúc đức. Nếu không gieo trồng nhân đức, chúng ta sẽ chẳng được phúc. Nếu quý vị chỉ chuyên trú trí tuệ, không gây dựng phúc, khi quý vị thành A-la-hán, sẽ không có ai đến cúng dường. Đấy là vì không gieo nhân nên chẳng có quả để gặt. Nếu muốn người khác giúp mình khi mình cần thiết, tất nhiên quý vị phải bố thí hoặc làm lợi ích cho người khác ngay từ bây giờ. Đấy là đạo lý rất đơn giản. Trồng dưa được dưa, trồng đậu sẽ được đậu. Tịnh nguyện có nghĩa là trước Phật và Bồ Tát, quý vị nguyện. Nguyện sinh vào Tây Phương tịnh độ, với sen chính phẩm như các từ phụ của tôi. Khi sen nở, tôi sẽ được thấy Phật, tỏ ngộ lễ vô sinh, đồng hành cùng các bất thoái Bồ Tát. Hoặc quý vị muốn sinh vào Đông Phương tịnh độ, những lời nguyện thanh tịnh làm cho tâm được tỏ ngộ, thấy tất cả tịnh độ mười phương chư Phật, tùy nguyện mà vãng sinh. Một người có thể được phúc, trí và nguyện. Cuối đời, họ sẽ được thấy Phật trong mười phương, có thể sinh vào cõi tịnh độ như họ muốn. Trong chúng,
nếu có nguyện tốt, tâm lành, hộ trì giáo pháp, hoặc hộ trì cấm giới, theo người trì giới, hoặc hộ trì thần chú, theo người trì chú, hoặc hộ trì thiền định, theo người thiền định, giữ yên pháp nhẫn, thì những hạng đó chính mình được ở dưới pháp tòa của Như Lai. Giảng giải. Trong chúng, chỉ chung cho các chúng quỷ vương du hành dạ xoa, nếu có nguyện tốt, tâm lành, hộ trì giáo pháp, giáo pháp của Đức Thích Ca cũng tức là Phật Pháp, hoặc hộ trì cấm giới theo người trì giới, chỉ những người giữ giới theo lời Phật dạy, như vậy họ sẽ theo những người giữ giới. Mọi hành động của họ đều đúng với giới cấm, chẳng có gì phải bận lòng vì điều đó. Hoặc hộ trì thần chú theo người trì chú, họ có thể trì chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi hoặc các chú khác. Họ kiên quyết theo người trì chú và bảo vệ những người ấy cả đêm ngày. Hoặc hộ trì thiền định theo người thiền định, giữ yên pháp nhẫn. Có những chúng nguyện trong tương lai sẽ bảo vệ người tu tập thiền. Họ sẽ đạt được thiền định, giữ yên người có pháp nhẫn sẽ đạt được các pháp. Thì những hạng đó chính mình được ở dưới pháp tòa của Như Lai. Các chúng có hạnh nguyện tốt đẹp và hộ trì pháp đều sẽ được ở dưới pháp tòa Như Lai nghe giảng pháp. Kinh văn: tình và tưởng ngang nhau, không bay lên, chẳng đọa xuống, thì sinh nơi nhân gian. Tưởng sáng suốt nên thông minh, tình u ám nên ngu độn. Giảng giải. Với 90 phần tưởng, 10 phần tình, người ấy đa phần sẽ được tái sinh. Nếu 90 phần tình, 10 phần tưởng, chắc chắn sẽ đi vào địa ngục. Này, tình và tưởng ngang nhau, không bay lên, chẳng đọa xuống, thì sinh nơi nhân gian. Với nửa tưởng, nửa tình là trạng thái cân bằng. Người đó không thể bay lên trời làm thần tiên, không xuống địa ngục làm ngạ quỷ. Vậy sẽ đi đâu? Đấy là chỗ hiện tại của quý vị, của tôi. Sinh nơi cõi nhân gian không có nghĩa là được sinh ở đây mãi mãi. Nhân gian chẳng qua là một chỗ tạm dừng, một nơi để chuyển sang chỗ khác. Từ nhân gian, con người sẽ đi đến đâu? Quý vị sẽ hỏi, vâng, để sinh nơi cõi nhân gian, quý vị phải có phần tưởng và tình ngang nhau. Quý vị nên quan sát xem hiện tại mình có tưởng nhiều hay tình nhiều hơn. Nếu tình nhiều, ắt sẽ vào địa ngục. Còn như tưởng nhiều hơn, tương lai quý vị sẽ sinh lên cõi trời. Nếu không có tình, quý vị có thể tiến đến quả Phật. Vì khi đó, quý vị là thuần dương, không có âm. Nếu quý vị có 10 phần tình, vậy là có âm rồi. Tưởng sáng suốt nên thông minh, tình u ám nên ngu độn. Đây là điểm chuyển hóa, quý vị càng tư tưởng hiểu biết càng nhiều. Khi có được trí tuệ, nếu quý vị tu tập để ngày càng tinh tấn, thì trí tuệ càng phát triển. Đấy là ý nghĩa, tưởng sáng suốt nên thông minh. Tình được gọi là âm, vì khi đó là vấn đề riêng tư. Tưởng thì công khai, quang minh và trong sáng. Đấy là sự tu tập ngồi thiền, học Phật Pháp, nghe giảng kinh. Từ đó, quý vị có được trí tuệ. Trái lại, tình và ái thì không thể bàn luận giữa chốn đông người. Hẳn nhiên, hai người nam nữ phải đến công viên, bãi biển hoặc ngồi riêng với nhau dưới cội cây để tâm sự. Họ thầm thì trò chuyện nhau. Do đó, tình thuộc loại u ám. Những gì không thể cho người khác thấy biết là đen tối, u ám. Sự u ám đó làm cho họ thành ra ngu độn. Họ đưa nhau vào rừng, nơi chẳng thấy trời cao, hoặc ngồi với nhau trong xe, trong tàu, đi đến những nơi vắng người, đó là u ám. Những điều đó thuộc về âm, nó làm cho con người trở nên ngu độn. Thường họ say mê tán gẫu, chat với nhau đến khi thành ra ngu ngốc cả khi rơi tõm vào hố sâu không đáy.
Đó là lý do khiến bao người sa ngã và trượt vào biển khổ. Đến khi ấy thì không dễ gì thoát khỏi. Quý vị phải hết sức cố gắng mới được, trừ phi quý vị may mắn được một thiện tri thức nắm tay kêu to lên, thoát ra đi. Đấy cũng là điều khó. Kinh văn: tình nhiều tưởng ít, đi vào các loại hoành sinh, nặng làm giống có lông, nhẹ thì làm giống có cánh. Giảng giải: tình nhiều tưởng ít, đi vào các loại hoành sinh, nặng làm giống có lông. Đấy là sự chuyển biến nhẹ theo mức độ tình giữa các loài thú. Ngay cả ruồi muỗi cũng có một chút tưởng. Quý vị có bao giờ tự hỏi tại sao loài chim có nhiều màu sắc? Đấy là vì khi còn là người, họ thích mặc các loại quần áo sặc sỡ. Họ mặc đẹp để người khác chú ý đến. Khuynh hướng ấy vương lấy nhiều tình, ít tưởng, khiến họ sa vào các giống chim. Có vài loài chim thanh tú, xinh đẹp. Đấy là những kẻ từng mặc y phục rất đẹp. Do cái tình sâu nặng nên phải vào đường thú. Nhưng tình các loại ấy nhẹ hơn súc vật nên thành chim vậy. Kinh văn: 7 phần tình, 3 phần tưởng, chìm xuống dưới thủy luân, sinh nơi cạnh hỏa luân, chịu khí phần của lửa hồng. Thần làm ngạ quỷ thường bị đốt cháy, vì nước có thể hại mình, không ăn không uống, trải qua trăm ngàn kiếp như vậy. Giảng giải: với 60 phần tình, 40 phần tưởng, con người sẽ đi vào đường súc sinh. Với 40 phần tình, 60 phần tưởng, con người có thể tái sinh vào cõi trời. Còn như 7 phần tình, 3 phần tưởng, chìm xuống dưới thủy luân, sinh nơi cạnh hỏa luân, chịu khí phần của lửa hồng. Bên dưới thủy luân là lửa, chẳng hạn như núi lửa, thì lửa nằm bên dưới mực nước. Thần làm ngạ quỷ thường bị đốt cháy. Có rất nhiều loài ngạ quỷ, loại tệ nhất có cổ họng nhỏ như cây kim, bụng to như cái trống. Vì nước có thể hại mình, không ăn không uống, trải qua trăm ngàn kiếp như vậy. Bọn họ không có một giọt nước để uống. Tại sao vậy? Đó là vì nghiệp. Khi nhìn thấy nước thì liền biến thành lửa. Thiện thần thấy nước như lưu ly, cá, tôm, sò và các động vật ở biển thấy nước như là nơi của chúng, đó là nhà ở. Chúng sống trong đó nên không thấy nước, cũng như con người sống nhờ vào không khí nhưng không để ý đến. Nếu con người thiếu không khí, ắt sẽ chết. Con người cần ăn uống để sống nhưng cũng phải cần không khí để thở. Nhưng chúng ta có thấy được không khí? Không. Cá thấy nước là nhà của chúng và con người thấy nước là nước, nhưng loài quỷ thấy nước lại là lửa. Tại sao chúng ta không thấy nó như lửa? Nếu ai đó muốn biết có sự khác biệt đó thì nên thử làm quỷ, ắt sẽ nhận ra. Nhưng quý vị muốn biết được điều đó mà không cần phải làm quỷ. Đúng vậy, tôi sẽ nói, đó là vì nghiệp chướng, do kết quả của nghiệp chính họ tạo ra. Nếu quý vị tạo nghiệp, quả báo khiến quý vị thành ngạ quỷ, khi ấy sẽ cảm nhận nước chính là lửa. Nếu không tin, quý vị có thể thử xem. Nhưng nếu hành động như vậy và khi thực sự đã thành ngạ quỷ thì rất khó để trở lại làm người. Vậy, cách tốt nhất là hãy tin tôi không nói dối quý vị. Khi ngạ quỷ bị thiêu chết, nó tiếp tục sống trở lại và bị thiêu chết. Chúng phải chịu đựng sự sống chết nối tiếp liên tục như vậy. Quỷ nhìn thấy nước là lửa nên không có nước để uống, cũng chẳng có cái để ăn. Chúng phải chịu đựng đau khổ trong vô số kiếp như vậy. Kinh văn: thuần tà là tình, thì chìm sâu vào ngục A Tỳ. Nếu trong tâm chìm sâu như vậy, lại có hủy bán đại thừa, phá cấm giới của Phật, lừa dối nói pháp để tham cầu tín thí, lạm nhận cung kính, phạm ngũ nghịch, thập trọng, thì lại chuyển sinh vào 10 phương địa ngục A Tỳ. Giảng giải:
Thuần tà là tình, không có tưởng, duy chỉ có tình, thì chìm sâu vào ngục A Tỳ. Nếu trong tâm chìm sâu như vậy, nếu trong tâm người đó hoàn toàn bị động do tình, lại có hủy bán đại thừa, họ phán đoán nhất định mọi sự việc đều theo tình ý của riêng mình, nhận đúng là sai, nhận cái sai là đúng. Họ rất vô lý, luôn thay trắng đổi đen, phản đối những gì người khác nói. Nếu có người lên tiếng, đừng làm vậy là không tốt, họ sẽ phản bác, chẳng gì phải sợ chứ. Phương châm của họ là ăn thịt, uống rượu chẳng hề gì, Phật chỉ là hình ảnh tưởng tượng ra thôi. Họ luận rằng tâm là Phật, Phật là tâm. Đấy là những quan điểm sai lạc, tà kiến. Từ suy nghĩ lệch lạc, họ phá cấm giới của Phật. Nói, thọ giới làm gì chứ? Thọ giới ắt sẽ bị ràng buộc, không được tự do. Thực ra, nếu không thọ giới, con người rất dễ đi vào địa ngục. Quý vị gọi đó là tự do sao? Giới có giới tướng, giới pháp, giới thể. Người thọ giới có khả năng giữ gìn, ngăn ngừa những sai phạm của chính mình, tránh không đi vào địa ngục. Và cho dù có vào địa ngục, quý vị cũng sẽ nhanh chóng ra khỏi nơi khổ ấy. Chúng sinh thọ giới Phật, tức là Phật tử chân chính. Cho nên, thọ giới là điều cần thiết trong tu hành Phật đạo. Đừng hủy bán giới của Phật, cũng đừng lừa dối nói pháp. Đừng phủ nhận nhân quả, đừng nói những lời như không có nhân quả, con người ta đã là Phật rồi, không cần thiết phải tu hành, cứ ăn thịt uống rượu và vui đi. Dù có làm điều gì cũng không sao, các người rồi sẽ thành Phật. Thật dễ dàng để thành Phật. Đúng đấy, thật dễ dàng để thành Phật, nhưng phải tránh đi tội lỗi. Chẳng có ông Phật nào lắm tội cả. Các vị ấy đều hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, chẳng có ai ô uế, đầy nghiệp chướng mà thành Phật được. Chẳng có ai ăn thịt, uống rượu mà thành Phật. Nếu chỉ đơn giản như thế, thì Phật còn nói đến giới cấm làm gì? Đừng để tham cầu tính thí, đừng dối trá để người khác tin tưởng và mang đến lợi lộc cho quý vị. Đừng nghĩ làm thế nào để được tiền từ các người học. Tôi không bao giờ nói về tiền bạc với các môn đệ. Thông thường, họ phải mất ít nhất 50 hoặc 60 đô la khi mới vào học tập, nhưng tôi không để ý đến việc ấy. Tránh lạm nhận cung kính hoặc phạm ngũ nghịch như giết cha, mẹ, giết A-la-hán, làm chảy máu thân Phật, phá hòa hợp tăng. Hoặc phạm tội thập trọng, đó là 10 trọng giới Bồ-Tát. Phạm tội nặng như vậy thì lại chuyển sinh vào 10 phương địa ngục A-tỳ. Sau khi chịu hình phạt từ ngục A-tỳ ở cõi này, người đó sẽ lại chuyển sang ngục A-tỳ, khác trong khắp cả 10 phương. Quý vị có thể hình dung là biết bao lâu không? Chẳng hạn Đề Bà Đạt Đa, người ra sức ganh đua cùng Phật, rốt cục thân sống phải rơi vào địa ngục. Hiện ông ấy vẫn phải chịu đau khổ trong các địa ngục từ thời Phật Thích Ca cho đến ngày nay. Thật sự, đó cũng chỉ là một cái chớp mắt. Ha ha ha,